Trời ơi. Bác ở đâu? Bác ở đâu? Mình làm cái gì vậy? Cái ghế người ta qua cái chen lâu lắm mà giờ mày bắt cái ghế. Lâu rồi mà lâu. Vẫn còn hot lắm. Anh bắt cái ghế. Mày đã cho tao ngắm trong đi. Mới bắt cái ghế không à, không cho ngắm trong nữa.